Xin chào tất cả con Hôm nay cô Dư sẽ lại cùng tiếp tục Cùng các con ôn tập Một bài học vần nữa Đó là bài 36 Sách giáo khoa trang 74 Sách tiếng Việt tập 1 nhé Nào các con hãy cùng cô mở sách ra nào Bài 36 Hãy cho cô biết Đây là vần gì À đúng rồi, các con có trí nhớ rất tốt đấy. Đây chính là vần ai. Vậy vần ai gồm có mấy âm ghép lại nhỉ? À đúng rồi, vần ai gồm có hai âm ghép lại. Âm A đứng trước và âm Y đứng sau. Cả lớp cùng cô đánh vần nhé. A, i ai ai Bờ, ai bay, bay, máy, bay. Đây các con quan sát, chính là hình chiếc máy bay đúng không? Hãy cho cô biết đây là âm gì nào? À đúng rồi, đây chính là âm ớ Âm ớ ghép với âm gì đây? À đúng rồi, âm y dài Âm ớ ghép với âm y sẽ đọc thành vần Vần ây, rất là giỏi Cô cho mình cùng đọc nhé ớ, ừ, ớ, ừ, y, ây, ây Giờ ây dây, dây, nhảy dây À, bạn nữ này bạn ấy đang chơi trò chơi gì đấy nhỉ? Đúng rồi, chính là chơi trò chơi nhảy dây. Cô cho mình cùng đọc lại bài nhé. Ai bay máy bay ớ dây nhảy dây. Vừa rồi cô thấy lớp mình đọc rất là tốt. Vậy bây giờ cô cho mình cùng đọc lại một lần nữa nhé. Ai bay máy bay ớ ây dây nhảy dây đúng rồi cô khen tất cả các con bây giờ cô cho mình cùng luyện đọc từ ứng dụng nhé cô cho mình cùng đánh vần để nắm chắc cấu tạo chữ nhé cờ ôi côi sắc cối cối sờ ai say say cối say ngờ ai ngay huyền ngày ngày hờ ôi hôi nặng hội hội ngày hội vờ ây vây vây cờ a ca sắc cá cá vây cá cờ ây cây cây cờ ôi côi sắc cối cối cây cối Cô trò mình vừa cùng nhau đánh vần và đọc trơn rồi Vậy bây giờ chúng mình cùng đọc trơn lại cả bốn từ ứng dụng nhé Cối, say, ngày, hội, vây, cá, cây, cối Đấy như vậy là vừa rồi cô thấy tất cả các con đọc bài rất là tốt rồi đấy Cô khen tất cả các con Bây giờ cô cho mình cùng đọc lại một lần nữa nhé Cối, say, ngày, hội vây cá cây cối đúng rồi lớp mình rất là giỏi vậy bây giờ cô trò mình cùng đọc lại toàn bộ phần vừa rồi nhé ai bay máy bay ớ ây dây nhảy dây cối say ngày hội vây cá cây cối như vậy là vừa rồi, chúng ta đã đọc bài rất là tốt, rất là trôi chảy. Cô khen các con nhé! Bây giờ, chúng ta cùng chuyển sang đọc câu ứng dụng của bài ngày hôm nay nhé! Cô trò mình sẽ cùng nhau đánh vần để đọc bài tốt hơn nhé! Di ơ dơ huyền dơ a ra ra chờ ơi chơi chơi bờ e b sắc bé bé chờ ai trai trai thờ y thi thi chờ ai chay nặng chạy chạy bờ e b sắc bé bé gờ ai gai sắc gái gái thờ y thi thi nhờ ai ngay hỏi nhảy nhảy giờ ây dây dây chúng mình cùng đọc trơn nhé giờ ra chơi bé trai thi chạy bé gái thi nhảy dây đúng rồi cô thấy các con đọc rất là tốt vậy cô trò mình cùng đọc lại một lần nữa nhé giờ ra chơi bé trai thi chạy bé gái thi nhảy dây đúng rồi cô khen các con các con vừa cùng cô ôn luyện lại bài học vần á, à, ơi vậy các con hãy tự đọc bài thêm 5 lần nữa nhé. Bây giờ cô dư xin chào tất cả các con cùng hẹn gặp lại các con trong một video khác nhé.